xin chào tất cả các bạn. Mùa hè đến rồi và cũng nóng và hay cúp điện lắm, nên ba mình đã mua cho mình một cái hai cái máy quạt mini để cho em mình và mình một cái nha các bạn. Và mình muốn, và cái máy quạt được tiếng Anh được gọi là fan, có cái chữ fan được gọi là máy quạt các bạn. Cái máy quạt này các bạn có thể đi cầm đi đâu cũng được, đi lên trường, có lúc mình có thể đi lên trường mà buổi trưa mình nóng quá mình có thể bấm lấy ra mình bấm cho nó mát và mình ngủ cũng được các bạn. Đi ngủ mình cũng đi ngủ mà khi cúp điện các bạn có thể lấy nó để quạt, hoặc trên xe mà các bạn thấy nóng á thì cũng có thể lấy ra quạt nha. Mà cái chức năng này có thể xài được luôn các bạn. Đây là cái máy được bằng chạy bằng điện, không có cắm gì hết nha. Nó là một cái máy sạc. Bây giờ mình sẽ mở ra luôn nha. Bánh mì nóng này. Bên trong có một cái chai quạt như thế này nha các bạn. Các bạn thấy cái nút này không? Là cái nút để bấm các bạn. Các bạn chỉ cần ấn vào dưới đây là nó chạy. Nhưng mà các bạn bấm chế độ cao hơn, các bạn chỉ cần ấn vô đây nữa là nó chạy sang chế độ này. Đó. Nếu của mình xài mà sao? Các bạn có thể xoay luôn xoay xuống, nhưng mà xoay xuống thì chức năng của nó sẽ bị cản ở đây lại nha. Xoay lên thì nó có thể xoay như thế này. Đó. Xoay xuống thì nó chỉ xoay được một chút thôi. Khoảng 30 độ các bạn. Còn cái này là khoảng là 90 độ. Đó, có thể xuống từ các bạn cho thôi. Này nó có một cái dây sạc nữa các bạn. Dây sạc có thêm rồi cho không lấy. Em muốn. Ở bên trong có một cái tờ giấy hướng dẫn mà nó cần tiếng Trung Quốc không mà các bạn. Này, tiếng Trung Quốc không à. Còn ở bên đây là tiếng Anh. Một mặt tiếng Anh, một mặt tiếng Trung Quốc. Úi dồi ôi. Giờ mình đi sạc cái cây quạt của mình nó hết pin rồi. Mà cúp điện rồi mà. Có ai vậy? Có ai sạc được đâu các bạn. Đây các bạn có thể để như thế này. Rồi các bạn bật lên cho nó mát cũng được. Đó, ví dụ như các bạn ngồi ở đây nè. Các bạn thấy nóng quá mà cúp điện á, thì các bạn có thể bật cái máy quạt này lên rồi các bạn chỉ thẳng vô mặt mình rồi có thể mát được. Rồi sau đó các bạn còn có thể nghĩ nó lên như thế này. Ví dụ như cái đầu của các bạn ở trên cao như thế này nè, các bạn chỉ cần ói nó lên như thế này nè rồi bấm thì nó tự chạy là nó mát lên mặt mình thôi. Các bạn ơi, bên trong hộp thì mình có thêm một cái dây sạc để sạc nữa. Và chúng ta có thêm một cái cục sạc để gắn vào. Nhưng mà các bạn đừng có lưu ý là cái đồ sạc nó ở dưới đây nè. Các bạn không thể cắm cái này vào được, có thể cắm cái này vào được thôi nha. Và các bạn phải cắm cho nó đúng mặt thì nó mới vừa. Chứ các bạn cắm cái mặt này á, là nó không có được. Các bạn phải cắm cái mặt nó như thế này nè, chứ đừng có cắm cái mặt nó như thế này ở trên nha. Bây giờ sẽ cắm cho các bạn xem. Đó, cắm vô nè. Ôi, lỡ bật rồi. Gắn vô sẽ cứng dữ ta. Ngược lại. Đó. Không được thì các bạn thử ngược lại xem. Không được các bạn ơi. Rồi mình có nhập vào bên ngoài. Các bạn có ai? Được, biết không? Đưa cho em nó cắm. Cắm được hả? Cắm đây. Rồi mình cắm được rồi nha các bạn. Mình đã cắm. Còn cái cục này thì các bạn gắn vô cục sạc. Rồi các bạn gắn vô ổ điện á, rồi nó có thể sạc. Nếu mà có hết pin á, các bạn cũng có thể gắn sạc được nha các bạn. Ủa, đó, nói như là rất là tiện lợi luôn. Không cần, nó là không còn dây điện, nó vẫn mát được nha. Mà cái máy này là cái máy sạc bằng điện, không phải như cái máy cái quạt kia, nó không có sạc bằng điện mà nó chỉ cắm bằng dây điện thôi nha. Đó. Em mình nó mới đó, nó xả hết pin luôn rồi. Và cái máy quạt này có tên là Super, cái Super nha. Super. Có cái chữ Super trên cái hình này này, các bạn có thể viết là nó tên Super. Super cũ. Các bạn ơi, cái máy quạt này nó
được sử dụng bằng pin vô nha các bạn. Mỗi khi sạc pin xong á là nó có thể là nó có là các bạn có thể dùng từ 3 đến 10 giờ đồng hồ rồi nó mới hết pin. Để con không học được nữa. Trời đất ơi, tôi gieo cái máy quạt tụi mình đang mát cái máy quạt này nha các bạn. Cái máy quạt này là có thể sử dụng trong thời gian dài nên sạc lại là đèn càng đèn là 10 giờ một tháng một là 10 giờ một tháng 10 giờ tháng một lần với thời gian sạc là 10 giờ nhằm giữ tuổi thọ của bình bền hơn nha các bạn. Cái này khi các bạn bật là nó có thể xoay luôn cái này nha, rất là hay luôn. Các bạn muốn tắt thì các bạn ấm vô cái nút này cũng được. Đây, bật lên thử đi. Bật lên. Nó đâu có xoay đâu. À, các bạn chỉ cần dặn lỏng ra là nó xoay các bạn. Chưa. Rồi nó xoay rồi các bạn. Còn đây là cái nút bật đèn nha. Nó bật cái này cái đèn nó sáng lên nè. Còn muốn tắt thì các bạn chỉ cần ấn với cái nút màu đỏ này để tắt đèn. Đó. Cái này nó được bao phủ bằng một cái ống nhựa gì đó các bạn. Cái này nó bao phủ được một cái nhựa cứng. Mà nhựa cứng nó cứng luôn nha. Cái màu. Mấy cái chi tiết nó tắt là có thể bật cái đèn này lên nha. Đó, bật đèn được luôn nè. Ờ, cái ông này ông phế dữ à. Này. Các bạn lưu ý ở trên này nó có một cái đồ cầm các bạn có thể xách đi nha các bạn. Cái này mang xuống trường chắc bị cô la quá. Đó. Nó đang hút năng lượng của cái các bạn ơi, đây là cái nắp để đựng một cái bình đó nha các bạn. Mà các bạn có thể dỡ cái này ra để có một cái sợi dây để sạc. Mở ra nè. Đó. Ủa, cái gì mà kỳ bí dữ vậy? Đó, có một sợi dây để sạc luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể cắm ở đâu cũng được. Cái sợi dây điện này nó có thể gấp lại được nha. Nè, gấp lại bỏ vô rất là dễ luôn. Và các bạn có thể bỏ vô bên hông. Cái chi tiết rất là hay và trí nẻ luôn các bạn. Các bạn nhìn vào đây các bạn tưởng là cái đồ sạc đúng không? Nhưng các bạn nhầm rồi, đó là cái dây sạc ở bên trong. Không. Đó. Các bạn nhìn vào cứ tưởng khi đóng vào nó cái dây điện nó sẽ được bảo vệ hoàn toàn, không có bị dính gì. Không, các bạn không tưởng vô luôn. Các bạn tưởng chỗ này là chỗ để pin. Để pin. Bye bye nha các bạn. Bye bye.